chơi đối với các đơn vị sản xuất và luôn hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất có liên kết theo tiêu chuẩn sản phẩm. Chúng tôi cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các đơn vị sản xuất và hỗ trợ xuất khẩu đối với các đơn vị sản xuất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Chúng tôi rất mong sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và sự hợp tác đối với các đơn vị sản xuất phát triển hơn nữa. Tôi xin thành cảm ơn.